Anh chào các bác nhé, em Lâm đây. Hôm qua thì em cũng quay cái lớp rửa rồi. Hôm nay em sẽ test trực tiếp trên cái máy của nhà em. Đây, hiện tại thì máy em đang cho giặt đây. Mắt thường thì nhìn nó rất là sạch nhá. Đấy. Thì bây giờ tí em sẽ cho cái lớp vào trực tiếp vệ sinh luôn. Thì các bác lưu ý hộ em là để vệ sinh thì cái máy giặt nhá. Thì đầu tiên là các bác phải bật lên. Đấy. Đừng từ từ đổ nước nhá. Các bác chưa đổ nước ngay nhá. Bật chế độ bật lên và bật chế độ khởi động. Đấy. Để làm sao? Để cho máy nó lắc qua cho nó ẩm lồng đi, tức là tạo độ ướt cho cái lồng đi. Đấy, tất cả cái bơm đang bơm tuần hoàn bên trong này, để cho ướt cái máy, ướt cái lồng đi. Xong các bác ấn tạm dừng cho em. Đấy, tạm dừng và ấn nút tắt. Đấy, để cho tắt máy đi. Tức là để cho làm sao cho máy nó ướt hết cái lồng đi và tất cả đường ống trong máy nó ướt hết đi. Xong các bác sẽ ấn chuông vắt. Để bây giờ mình sẽ xả nước ra. Đấy. Xả nước ra. Mình sẽ xả hết cái nước ra. Nước thì em đã đang thải ở đây rồi. Đây em thải ở đây này. Đây, em sẽ thải nước ra đây. Đấy. Đấy, sẽ thải cái nước ra đây. Đấy, để các bác lưu ý nhé. Khi mà thấy hết nước rồi thì các bác ấn tạm dừng máy lại. Tạm dừng máy lại và ấn tắt đi. Đấy, tắt đi. Đấy, bắt đầu ta sẽ thao tác là cho nước vào lồng thì ta sẽ bật máy lên. Đấy, thì các bác tắt hết cho hỏi dưới mình nhé. Tắt hết đi. Tắt hết thời gian đi. Đấy, quên. Các bác chỉ ấn chế độ giặt thôi. Đấy, và giặt 17 phút và không cho xả và không cho vắt. Đấy, xong mình sẽ đổ nước vào. Đổ nước vào. Đổ đi, có đổ trực tiếp vào đây nhá. Đổ trực tiếp vào khay xà phòng này nhá. Đấy, có đổ trực tiếp đây cho em. Đấy, đổ trực tiếp vào. Đấy, xong bác ấn khởi động. Để máy nó chỉ có giặt thôi và nó sẽ không xả. Đấy. Đấy. Cái thao tác này các bác làm đi làm lại cho em 2 lần. Đấy. Bây giờ máy nó sẽ đang cân lồng. Đấy, em sẽ cho nó giặt và tí em sẽ mở cái cửa lồng ra cho các bác biết trong này nó đen xì luôn, bùn đất xong rồi thì sơ vải mọi thứ. Đấy, thì nó sẽ đùn ra cái hố rác này. Đấy, thì một lát em cũng sẽ quay hố rác luôn, bởi vì cái máy này thì nhà em thì định kỳ của em thì cứ khoảng tầm 3 tháng đến 4 tháng là em sẽ vệ sinh một lần. Đấy, riêng em giặt máy thì nó phải sạch, bởi vì là máy giặt thì cứ để giặt khoảng tầm 1 năm đã hôi rồi. Thế thì thường thường 1 năm các bác bỏ ra khoảng tầm 300 ngàn. 300 ngàn thì các bác mua lửa lít này về các bác đổ đi, các bác vệ sinh. Thứ nhất là cái máy nó sạch hơn và các cái đường ống bơm tuần hoàn, các cái góc ghét thì nó sẽ không thể ông thợ nào có thể vệ sinh nùa vào được. Nhưng cái nước này nó thấm vào trong cái ống này là nó rửa một phát sạch hết tinh luôn. Cho nên là rất chi là sạch luôn. Đấy, và yên tâm hơn. Đấy, kiểu để các bác lưu ý nhá. Đấy, cứ một năm thì mình bỏ ra, bởi vì thực ra 300 ngàn một lần vệ sinh máy này thì nó cũng rẻ thôi. Bây giờ thuê thợ đến nhà mà nó dọn nó vệ sinh cho các bác thì cũng quá tội luôn. Đấy, quá tội luôn. Mà không biết người ta làm có sạch không. Thì thà rằng mình về mình đổ ở đây cũng chả phải thuê thợ. Bởi vì riêng cái dòng máy giặt Toshiba này thì không cần phải thay bi thay phốt. Chỉ có dòng Bala thôi. Dòng Bala mà khi nào các bác phát hiện nó kêu ấy thì các bác ăn thay. Còn máy nó êm rồi thì không cần phải thay đâu. Thì các bác cứ mua cái nước này nhà em về các bác đổ vào đây là các bác vệ sinh máy luôn. Đấy, nó theo đường xả nó xuống luôn. Thì tự động nó sẽ vệ sinh máy luôn cho các bác. Từ A đến Z ra hết cái đường nước thải sạch tinh tình cái máy luôn. Tức là nó sạch là sạch như mới luôn. Còn các cái máy mà bị cặn canxi ấy thì nó sẽ không tẩy được. Cái này nó chỉ tẩy dầu mỡ này rồi bùn đất thôi, còn các cái chất như là cặn canxi này sẽ không tẩy được. Cặn canxi thì mình dùng nước tẩy cặn canxi riêng, nhưng mà dùng nước tẩy cặn canxi thì bắt buộc phải tháo máy ra thì mới vệ sinh được. Đấy, chứ không thể nào mà vệ sinh trực tiếp trong lồng được. Đấy, vì cái này cái nước tẩy này thì nó sẽ không ăn mòn các cái linh kiện bên trong mà nó chỉ tẩy bùn đất thôi, và tay em qua em sờ thoải mái, nó không ảnh hưởng gì, không sợ bị ảnh hưởng gì đến da tay da chân mình đâu, và không sợ ảnh hưởng gì sức khỏe đâu nhé. Đấy, chứ không phải là cái bột tẩy nồng giặt mà nó bán hơn 200 ngàn, mình là hơn 300 ngàn, mình là hơn 100 ngàn, hay là hơn 40 nghìn, hay hơn 5 nghìn. Thực ra cái đấy nó chỉ là lừa bịp thôi, không dùng đâu. Đấy, vì nó không thể sạch. Đây, em đang cho nó rửa nhá. Một lát nữa em sẽ quay vào máy cho các bác. Đấy, bác nào mà mua cái nước này thì alo hai số này 0377996066, dưới là 0975360433. Em đọc lại một lần nữa nhá, 0975360433, dưới là 0377996066. Nhà em ở Linh Giang, Hải Dương, bắt đầu gần qua thì em bán cho, bắt đầu xa thì em ship cho. Cái này thì nhà em không ship qua đơn đâu, nó có 300 ngàn thôi, thì nhà em không có thời gian để em theo dõi đơn hàng đâu. Cho nên là bác nào mua thì chuyển khoản không thì thôi. Đấy, mấy hai là lâu lâu em không làm video hướng dẫn các bác vệ sinh máy như dọn máy, thì lâu lâu em làm lại thì để cho các bác xem nhà em dọn máy và để yên tâm hơn khi mua hàng luôn. Chứ em không phục vụ đi thổi tù và hàng tống đâu.
đấy, các bác cứ bảo là sao không quay nhiều video chia sẻ đi, cứ quay lên thì lần nào là các bác mua, các bác điện đấy có bác thì mua cái máy giặt, không biết mua ở đâu ấy, mua máy lati ấy, xong rồi người bán thì người ta không trả hướng dẫn cho cách dùng, về nhà thì nó báo lỗi U14 của anh người mua thì người ta không trả lời, xong lại đi tìm bọn em hỏi, mà lỗi U14 là lỗi nước, thì tất cả những cái mã lỗi của máy nó sẽ đều được hiển thị ở trên đây. Máy ba la hay máy tô thì em giới thiệu các bác luôn, nó sẽ hiển thị ở trên đây, thì các bác phải dùng phần mềm Google dịch, các bác dịch ra đấy. Các bác chơi cái dòng máy Nhật này, bản thân các bác phải có kinh nghiệm, hoặc là con cái phải có kinh nghiệm giúp đỡ bố mẹ như là tải phần mềm này về dịch ra, bởi vì những cái lỗi này, những lỗi nó sẽ phát sinh xảy ra trong khi sử dụng đấy. Lỗi như lỗi tắt nước thải này, lỗi trung dung này đấy, thì tất cả các lỗi, lỗi không cấp nước thì nó sẽ hiện lên đây, thì các bác dịch ra cho bố cho mẹ mình đấy, hoặc là các bác thanh niên có tuổi thì các bác tự dịch ra, thì mình biết những lỗi này thì mình tự khắc phục đấy, dịch ra nó sẽ hiện đây luôn, dịch ra lỗi đâu thì mình xử lý đấy, chứ tránh trường hợp các bác gọi thợ đến sửa. Người tốt thì không sao, người ta chỉ bỏ thì không sao, những người nào người ta tham đồng tiền hám lợi thì người ta lại thịt các bác đấy, để các bác hiểu là như vậy nhé. Đây máy em đang cho sục này đấy, một lát em sẽ cho mở cái cửa lồng ra, các bác nhìn nó đen xì luôn, em đang cho giặt 3-4 phút đi đấy. Đây là máy này em trực tiếp em giặt đấy. Nhiều bác cứ hỏi em là sao không giặt những con máy đắt tiền, bởi vì với em thì mình chưa có điều kiện, mấy hai nhà em buôn bán cũng chưa có điều kiện đấy. Mấy hai là giặt những cái dòng máy nhà em chỉ có hai người lớn, hai đứa trẻ con thôi, nhà có hai vợ chồng, hai chị con thôi, cũng không giặt hết được quần áo to cả, phòng ngủ thì cũng chỉ dùng đến hai phòng thôi, cho nên là nhà em ít quần áo, cho nên là giặt máy bé đấy. Nhiều bác số nhà em bỏ là máy đắt tiền bán đầy sẽ không dùng, không phải là không có điều kiện để dùng, mà dùng nó không hết chức năng để nó cũng lãng phí thôi. Cho nên là bỏ các bác đấy, nhiều bác đi mua máy cứ cố tiền xong rồi mua cái máy đắt tiền về mình không dùng hết chức năng thì nó rất là lãng phí tiền đấy. Thì nhà mình tầm nào người mình dùng tầm máy nào thì mình dùng tầm đấy thôi, chứ đừng có cố quá cũng không hết đâu. Những cái dòng máy này em bán nó chỉ rơi tầm 8 triệu, rất là bình dân luôn mà giặt rất là êm. Đấy. Máy nó đang lắp, đang lồng. Đấy. Đây cái hóa chất này thì em không biết là cái hóa chất gì, nhưng em chỉ biết là con này là nó rất chi là sạch. Đây. Em người thì cơ thể điện thở nó yếu. Sao máy in này làm hai mình giặt, cái này đeo găng tay là chúng có nhìn thấy nhiều. Cái máy in này trong quá trình giặt nhé là nó sẽ phóng có một lượng điện nhất định, nó thoát ra bên ngoài vỏ. Thấy nhiều bác sờ vào bị giật như em này, điện trở yếu, nhà đây thì nó cũng lụp sụp không đấu tiếp điện được, cho nên là bắt buộc đeo găng tay rồi. Thấy các bác nhìn này, nó đen xì xì luôn. Nó đen kinh khủng khiếp luôn, các bác nhìn. Nó đen xì xì luôn. Thôi thôi, để cứ cho nó giặt đi xong rồi. Được. Đây, em vén bọn đi cho. Nó đen xì xì luôn. Nó cứ là, đây các bác nhìn này. Khi mà rửa xong lồng nó sẽ rất sáng lại luôn. Nó mạ lại cả lồng, lồng nó lên 7 màu luôn. Rất là sạch luôn. Đấy, tất cả những cái chỉ trước này, nó bám vào những cái thành này là nó sụp ra hết luôn. Đấy, tí em xả vào đường, đường nước xả này, em xả quá xin nhìn thấy mình. Đấy, các bác cứ ấn cho nó giặt này nhé. Cho nó giặt 15 phút này. Xong giặt hết 15 phút này, các bác đừng tắt máy nhé. Các bác cứ để nó giặt 15 phút này, xong nó sẽ ngắt điện đi. Để nó ngắt điện đi thì các bác lại để ngâm. Ngâm khoảng tầm nửa tiếng. Nửa tiếng thì tức là khi nó giặt xong 15 phút này nhé, nó sẽ báo tút tút máy và nó sẽ không xả nước ra. Thì các bác cứ để nguyên như vậy. Đấy, để cho nó ngấm hết vào cái đường ống ở dưới gầm này này. Đấy, xong các bác mới bật chế độ giặt thường. Đấy, giặt thường một lần lên các bác giặt. Đấy, giặt xong là cứ thế cho nó xả thôi. Còn bác nào cẩn thận thì cho nó giặt lại hai lần. Đấy, còn bác nào mà sợ hóa chất ấy, sợ nó ngấm vào quần áo đấy, thì các bác cho nó giặt hai lần. Còn như nhà em thì em chả cần, em chỉ giặt có một lần này xong là ký cấp vào là cho giặt chế độ tiêu chuẩn giặt lần, lần sau vẫn là giặt luôn, bởi vì là em tẩy liên tục rồi mà. Đấy, tức là em đã test rồi và đã trải nghiệm rất là lâu rồi, phải có thời gian rồi. Em mua là từ Tết cơ, nhưng mà thực ra là mình cũng không tin tưởng, nó phải có thời gian để mình chạy test, cũng như là mình kiểm nghiệm nhà mình thấy ok thì mới bán. Cái này thì chủ yếu là em nhà phục vụ khách hàng đã mua máy giặt nhà em rồi, thì đã hơn một năm nay rồi thì máy cũng đã bẩn rồi, thì nhiều bác thì cứ thích bọn em nên vệ sinh cho, vì đường xa xôi không thể đi được, cho nên là em cũng phải tìm ra cái nước này để làm sao để các bác dùng nó yên tâm hơn. Đấy, trường hợp mà các bác dùng 7-10 năm sau thì nó mới kêu phớt thì các bác mới thay đi. Nếu câu chuyện 7-10 năm sau nhiều bác có kinh tế điều kiện thì
nếu như mà nó kêu thì các bác thay, nhiều bác thì bỏ anh luôn. Còn mà 7 đến 10 năm sau nó không kêu thì các bác cứ dùng 15 20 năm, chỉ cần dùng bốn cái nước này vệ sinh này là sạch. Nhưng mà vì nó rất là đơn giản, nó không phải làm cái gì cả. Đấy các bác cứ tê nó sục này. Con này nó tạo ra rất là nhiều bọt nhé. Vì đây nó là một cái hóa chất để nó pha vào trong bột giặt đấy. Để tẩy sạch quần áo đấy, như là tạo bọt đấy. Thì cái này nó làm cái hóa chất như thế. Thế là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe con người nhé. Đấy chứ không phải hóa chất độc hại gì đâu nhé. Đấy, đây các nhìn này, bọt nó lên đầy lồng luôn. Đây là đang bơm này, nó sục đất cát này. Đấy cái nước là nó thẩm thấu vào cả vào trong cái bơm luôn. Đấy, rất chi là sạch. Đấy em cứ để rửa thôi. Thì cái video chắc chắn là nó sẽ hơi dài một chút. Đấy thì em cô móng thì em thì không biết cắt ghép, cho nên là em xin phép là em để ở phút thứ 13 này, đợi một lát nữa cho nó giặt xong rồi em sẽ quay video lúc xả lồng cho các bác nhé. Đấy em chào các bác nhé.